phải là phải làm quốc hội. Chào bạn, nào chúng ta khám phá tiếp nhé. Đây một sản phẩm tổng Việt để khám phá và chơi các trò chơi tương tác để giúp cho trẻ con có thể hiểu hơn về những cái gì diễn ra ở trong kinh thành. Không muốn chọn trò chơi pen. Ok. Thôi, em muốn vẽ con chim đúng không ạ? Rồi. Có màu.